Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của bọn mình ngày hôm nay. Thì tài trợ cho chương trình ngày hôm nay sẽ là món bắp xào tôm khô. Nhìn hấp dẫn không? Rất là lâu rồi mình chưa được ăn món này. Tôm khô này là mẹ mình gửi từ Việt Nam sang. Còn bắp Mỹ này là bắp đông lạnh rất là rẻ luôn á. Mua chắc khoảng chưa đến một đồng, một bịch rất là to luôn. Thường mình sẽ dùng cái bắp Mỹ này để mình bỏ vào cái chả giò á. Thì mình sẽ xay hơi nhỏ ra bỏ vào trong chả giò thì nó rất là ngọt luôn á. Giờ mình sẽ thử ăn thôi. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại món này á. Ngon quá. Bỏ một chút tương ớt nữa. Ngon quá. Từ hồi qua đây đến giờ thì mình chưa có làm món này ăn luôn. Xong rồi tự nhiên hôm nay nghĩ không biết ăn gì hết á. Thế là nghĩ là có bắp xào sẽ bỏ ra để xào với tôm khô. Con tôm của mình hình như nó hơi to hơn so với bình thường lúc mà mình đi ăn thì phải. Thì rất là lâu rồi mình không có làm lại một cái video chia sẻ như thế này. Và hôm nay như cái tiêu đề của cái video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái việc mà thi bằng lái xe ở đây. Và hôm qua là thứ 7 thì mình đã thi bằng lái xe lần 2 và cuối cùng thì mình cũng đã đậu rồi. Sau khi mà mình đậu bằng lái thì mình sẽ được phát một tờ giấy giống như này. Trên này nó sẽ để là Practical Driving Test Pass Certificate. Sau đó có tên mình nè, rồi sẽ có cái số gọi là Driver Number, là cái kiểu như chắc là cái số ở trên bằng lái xe á. Và nó đã để là giống như là mình đã đậu rồi. Mình nghĩ là mình có một cái video mình đã chia sẻ về cái việc là thi lý thuyết ở bên này. Thì sau khi mà mình đậu lý thuyết á, là mình có cái gọi là gì ta, cái giấy chứng nhận lý thuyết đó là mình được sử dụng trong vòng 2 năm. Thì sau 2 năm đó, trong vòng 2 năm đó là mình phải thi bằng thực hành. Nếu mà mình không thi bằng thực hành á, thì mình sẽ phải thi lại bằng lý thuyết. Thì hôm qua là ngày thứ 7 và mình có cái giờ để thi á, là lúc 10 giờ 15 á. Thì ở bên này nó sẽ có rất là nhiều giờ từ buổi sáng đến buổi chiều cho mình luôn. Thường nó sẽ cắt khoảng 1 tiếng để cho mình chọn giờ á. Giống như là ở bên này thì người ta cũng hay nói là mình sẽ đăng ký vào cái giờ nào đó để cho thường nó sẽ, ví dụ như nếu mà cái giờ mà nó không đông ấy thì nó sẽ dễ và đỡ cho mình hơn. Tại vì nó cũng giống như là nếu như mà mình đi vào cái giờ mà gọi là giờ cao điểm mà đông quá thì nó cũng sẽ khó cho mình hơn, tại vì mình vẫn là người đang học lái mà. Thì lúc mà buổi sáng lúc mà mình dậy á là mình thấy trời mưa, xong rồi gió to nữa, mình cũng hơi lo, tại vì bên này á nếu như mà kiểu như là thời tiết xấu nè, rồi bị kiểu như gió to hoặc là tuyết thì chắc chắn là sẽ người ta sẽ kiểu cancel, người ta sẽ không, người ta sẽ hủy cái ngày thi của mình á. Thì hôm qua cái lần thi của mình á là lần thi thứ 2, tại vì mình đã bị fail cái lần đầu tiên một cách rất là ngớ ngẩn. Mà ở đây học phí lái xe thì rất là mắc. Tại vì thường nếu như mà mình kiểu như là book 1 giờ thôi á, mà 1 giờ riêng này á, thì nó sẽ là 27 đồng. Còn nếu như bình thường mà mình kiểu như mình book nhiều giờ, nó gọi là một block thì khoảng 10 giờ ấy, thì mình sẽ kiểu như là rẻ hơn, nhưng mà nó cũng chỉ rẻ hơn kiểu như là khoảng 2 đồng một giờ thôi, là 25 đồng. Nói chung là mình thấy học lái xe bên này khá là mắc luôn á, và mình cảm thấy là mình hơi bị hối hận khi mà lúc mà mình qua đây là tại sao mà mình không học lái xe ở nhà. Lúc trước á, mình chưa có đi ô tô bao giờ, mà nếu mà qua đây mà học 10 tiếng thì nó kiểu như nó không là gì cả. Tại vì ít nhất trung bình ở bên này á, người ta học cũng đã là 20 đến 30 tiếng rồi. Mà đấy là kiểu như là cho người nào học nhanh. Còn mình thì mình học rất nhiều. Và rất là hên là cuối cùng thì mình cũng đã đậu rồi. Thì cái lần trước lúc mà mình fail á, là mình đã bị fail vì cái gọi là gì ta, đậu song song. Kiểu như lần đầu tiên thi mà kiểu khá là lo lắng á. Tại vì cái ông thầy là cái ông mà examiner, cái ông thầy coi thi á, ông sẽ ngồi cạnh mình. Rồi cái thầy của mình nhá, là instructor, thì sẽ ngồi phía sau mình. Tại vì thường á là người ta sẽ kiểu như người ta nói là mình nên để cái instructor của mình đi cùng mình, để coi là ví dụ mình mà có bị một cái lỗi sai nào, mà nếu như mình có bị fail đi chăng nữa, thì instructor, cái thầy của mình á, họ sẽ coi được là cái điểm yếu của mình là cái điểm nào, và họ sẽ giúp mình kiểu như là tập lại á. Và sau khi mà mình fail cái lần đầu tiên ấy, mình không nhớ là tháng mấy nữa, hình như là hồi tháng 1 ấy, thì mình phải đợi ít nhất là 10 ngày làm việc đúng không, là khoảng 2 tuần để mình đăng ký thi lại, cộng với là mình phải ôn kiểu như là học thêm trong cái khoảng thời gian đó nữa. Thì thường ở bên này á, lúc mà mình thi thực hành lái xe thì nó sẽ có 3 lỗi để giống như là người ta sẽ dựa vào đó đánh giá coi là mình có đậu hay không. Thì cái lỗi đầu tiên ấy nó sẽ gọi là minor, là kiểu những cái lỗi nhỏ, những cái lỗi linh tinh lặt vặt á. Cái thứ hai bắt đầu nghiêm trọng hơn, đó là serious fault. Thì cái lỗi nghiêm trọng này là những cái lỗi mà kiểu như mình có thể gây nguy hiểm cho người khác.
gây kiểu như là sẽ làm ảnh hưởng đến những cái người đang kiểu lái xe ở trên đường á. Và cái lỗi thứ ba nó gọi là cái dangerous fault. Thì cái dangerous này á, nó là dạng như là mình sẽ gây nguy hiểm cho cả cái người examiner ở trên xe, và gây cái cả nguy hiểm cho mình hoặc là những cái người xung quanh, kiểu như nó rất là nghiêm trọng á. Nhưng mà thường kiểu như là chỉ cần một lỗi thôi, một là serious, hai là dangerous, thì mình cũng đã fail rồi. Và maximum kiểu như nhiều nhất mà mình kiểu như bị mắc cái lỗi minor ấy, là mình sẽ bị 15 lỗi. Thì cái lỗi minor ở đây ấy, nó sẽ gồm như là như là mình không kiểm tra gương nè, hoặc là khi mà mình không có bật xi nhan. Bật xi nhan thì cũng tùy vào nữa, nếu như mà mình bật xi nhan hoặc là mình ở bên cái làn đường mà bị sai á, thì nó cũng sẽ bị đánh giá là kiểu như là serious hoặc là dangerous. Nên là mình nghĩ nó cũng khá là khó. Đó là lý do mà kiểu như nhiều người thì người ta bị fail mấy lần là chuyện bình thường á. Thì lần đầu tiên á là mình bị bốn cái minor và mình bị một cái lỗi ngu. Mình thực sự cảm thấy cái việc mà học lái xe bên này cực kỳ khó luôn á, nên mình nghĩ là nếu như có những ai mà kiểu sau này hoặc là sẽ sắp sang Anh để mà sống thì chắc là lên học lái xe ở nhà trước. Ít nhất là nó sẽ dễ hơn và đỡ tốn tiền hơn rất là nhiều. Qua đây thì mình chỉ học luật nữa thôi. Và trong cái bài thi đó thì nó sẽ có mấy phần ta? Hình như nó sẽ có 3 phần. Thì phần đầu tiên ý là mình sẽ gọi là mình sẽ đi theo cái sát nát. Cái sát nát là giống như là cái chỉ đường á, giống như là cái Google chỉ đường á. Thì mình sẽ đi theo cái đó, kiểu như là gọi là lái xe độc lập, independent á, là mình sẽ kiểu như là mình sẽ follow cái đó. Nó chỉ đường đi đâu thì mình sẽ đi đó, kiểu như vậy. Sau khi khoảng hình như 20 phút á thì sẽ đến cái phần là mình không có lái theo cái sát nát đó nữa, mà ông thầy ông sẽ chỉ mình, kiểu như ông kêu là rẽ phải gì đó, hoặc là đi thẳng gì đó, thì mình sẽ đó mình sẽ đi theo cái chỉ dẫn của cái ông examiner. Và cái phần cuối cùng là cái phần mà sẽ làm maneuver. Mình không biết dịch cái từ maneuver nó như thế nào nữa, nhưng mà đại loại là maneuver là nó về một cái kiểu như là cái kỹ năng của mình để mà mình có thể kiểm soát được cái xe và sử dụng cái thắng của xe, cũng như là cái thắng và cái gọi là cái gì ta, cái ga hay cái số gì đó. Đó thì trong cái maneuver đó nó sẽ có, thường nó sẽ có 4 phần, và cái người examiner thì họ sẽ chọn một trong 4 cái đó, như là năm chứ. Năm cái đầu tiên á là đậu xe song song này, hoặc là đậu xe bên phải rồi lùi lại, gì nữa ta, đậu vào trong cái bãi đậu xe. Thì đậu vào trong cái bãi đậu xe có hai cái, một là mình kiểu như là mình lái thẳng vào xong mình đậu, hai là mình sẽ lùi xe vào trong cái bãi đậu xe đó. Và cái cuối cùng là emergency stop, giống như là mình sẽ phải dừng một cách rất là nhanh luôn á. Kiểu như ông thầy ông sẽ coi là cái kỹ năng của mình để lúc mà mình dừng xe trong trường hợp khẩn cấp ấy. Mà dừng trong trường hợp khẩn cấp đấy, nếu mà mình không làm đúng thì mình cũng sẽ bị fail. Nói chung là những cái maneuver này á, thì mình thấy khó nhất nó sẽ là cái đậu song song. Còn lại những cái giống như là mình lùi xe hoặc là mình đậu vào trong, đúng không? Tất cả những cái gọi là maneuver á, thì mình đều có một cái nó gọi là cái reference point. Đấy là cái điểm mà cái điểm khi mà đến cái điểm nào cho mình thì mình sẽ quay cái bánh lái để mà cái xe nó sẽ vào đúng cái vị trí mà mình muốn đậu á. Mình sợ và ghét nhất đó là cái đậu song song, tại vì đó cũng là cái mà mình đã rớt trong cái lần đầu tiên. Mình nghĩ là do mình kiểu như là quá lùn mà mình thấp so với người ở đây á, cho nên là khi mà mình ngồi trong xe á, thì mình không thể nào nhìn ra cái gương ở bên ngoài được, mình không nhìn xuống được dưới cái phần đường á. Nên đó là lý do khi mà mình đậu song song ấy, thì thường á lúc mà mình ngồi ở phía bên phải và nhìn sang cái gương ở bên trái thì mình nghĩ là mình đã kiểu như mình nghĩ là mình đã đậu kiểu ok và gần với lại cái bệ đường rồi á, nhưng mà thực ra thì nó vẫn còn rất là xa, hoặc là nó gần quá mình không nhìn thấy được. Kiểu là sao nhỉ, mình không có kiểm soát được, cho nên mình rất là sợ cái đó luôn á. Tại vì mình chỉ cần quay cái bánh xe chậm hoặc là sớm một xíu ấy là cái nó đã khác rồi. Và ngày hôm qua trong cái buổi thi thực hành của mình ấy, thì còn mình có một cái nữa mà mình suýt nữa mình fail vì cái đó luôn á. Và ở bên này thì nó có một cái phần nữa, nó gọi là tell me, show me question. Đó là những gọi là hai câu hỏi thêm mà thầy sẽ hỏi mình. Một cái là sẽ hỏi mình trước khi mà mình vào trong xe, và một cái là sẽ hỏi mình trong lúc mà mình đang lái xe. Thì cái câu hỏi mà mình được hỏi á là kiểu như làm sao mà mình biết là cái đèn xe của mình nó hoạt động á. Cái đó là cái câu mà tell me, là cái câu mà ban đầu trước khi mà mình lái xe á, thì mình cũng trả lời được câu đó. Nên là mình không, nếu mà mình không trả lời được mấy cái câu hỏi tell me, show me question đó, thì mình sẽ bị đánh vào cái lỗi là minor. Nên là mình không bị rớt vì cái việc đó.
mà mình sẽ chỉ bị tính vào lỗi thôi. Và một cái câu mà show me question mà mình đã phải làm đó là mình phải mở cái cửa kính xe. Lúc trước á, thì mình nghĩ là trời ơi, tại sao lại một cái câu hỏi mà nó lại dễ như vậy. Ý là nếu mà mình mở cửa sổ mà cạnh mình á, thì mình chỉ có một cái nút mình bấm vào xong rồi nó mở ra đúng không. Nhưng mà hôm qua lúc mà mình đang lái xe á, thì tại vì mình quá là tập trung để mà mở cái cửa kính á, nên là mình đã bị gọi là vượt quá tốc độ. Và khi mà mình bị vượt quá tốc độ như vậy á, thì thường á là cái người examiner á, họ sẽ cho mình khoảng 2 giây để coi là mình có nhận ra được hay không. Và nếu như mà mình nhận ra và mình giảm ga lại để về cái gọi là cái tốc độ đúng á, thì mình sẽ không có bị lỗi. Nhưng mà nếu như là chỉ cần sau 2 giây đó mà kiểu như mình không có nhận ra được mà mình vẫn đi với cái tốc độ như vậy thì nó sẽ bị thành cái serious fault, là nó sẽ gây nguy hiểm á, tại vì mình đi quá tốc độ mà. Và khi mà kiểu như nếu mà cái người examiner đó họ nhắc mình là ồ, mày phải đi chậm lại, đi đúng lại cái kiểu như là cái tốc độ cho phép á, thì nếu mà chỉ cần họ nói như vậy thôi là mình sẽ bị fail. Nhưng mà rất là may mắn là khi mà mình đóng xong cái cửa sổ lại thì mình đã nhận ra là mình đã vượt quá tốc độ rồi, cho nên mình đã giảm ga, cho nên mình không bị lỗi cái đó. Mình thấy nó có rất nhiều sự may mắn luôn á. Tại vì nếu như mà mình thường á, khi mà mình lái xe như vậy thì trong cái bài thi của mình sẽ bị kiểu như là mình sẽ bị lo lắng quá, thì nhiều khi mình sẽ không nhận ra được. Mặc dù bình thường, cái chuyện đó là bình thường, mặc dù ý là trong lúc mà mình học á thì mình sẽ thấy cái đó rất là bình thường, nhưng mà thực sự rất là lúc mà thi á là mình sẽ rất là lo lắng đúng không. Cho nên là nếu mà mình lo quá thì mình sẽ không có nhận ra được. Thì nếu như mà mình fail chỉ vì cái lúc mà mình đi quá tốc độ hơn có khoảng 1-2 miles thôi, thì mình nghĩ là nếu mà fail như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất tức và kiểu như là sẽ tiếc á, tại vì bị fail chỉ vì một cái lỗi rất là ngớ ngẩn. Đó, thì một cái bài thi thực hành ở bên này nó sẽ bao gồm là câu hỏi theo me, show me question nè, rồi sau đó là mình sẽ lái xe theo cái sát nát, rồi mình sẽ lái xe theo hướng chỉ dẫn, và cái cuối cùng là thực hiện cái maneuver. Tất cả trong những cái đó thì nếu như mà mình bị bất kỳ một lỗi là serious hay dangerous gì thì mình sẽ fail thôi. Còn lại nếu mà bị minor, cái lỗi mà minor là cái lỗi nhỏ ấy, thì nếu mà bị 15 lỗi thì cũng không sao. Mình rất là may mắn, mình chỉ bị 2 lỗi thôi à, mình đã đậu rồi. Thực sự là cái việc học lái xe bên này á, mình cảm thấy nó rất là căng thẳng và rất là mất thời gian, tốn tiền bạc luôn. Cho nên mình rất là sợ luôn á. Cho nên hôm nay khi mà mình đậu á, thì mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người về một ít thông tin về cái việc mà thi bằng lái xe ở bên này thì nó sẽ như thế nào thôi. Và hy vọng là mọi người sẽ có ít thông tin gì đó ở đây. Còn những ai giống như là sắp qua đây rồi, nếu mà có điều kiện thì hãy học lái xe ở nhà đi. Đừng học bên này, học bên này tốn kém lắm. Thì sau khi mà mình pass, mình đậu như vậy thì mình sẽ có cái tờ giấy chứng nhận đó. Và bây giờ mình sẽ chờ sau 3 tuần nữa thì mình sẽ có cái bằng lái xe. Thêm một cái nữa là trong vòng 2 năm đầu tiên lúc mà mình lái xe thì mình sẽ không bị vượt quá gọi là 6 điểm, kiểu như là bị lỗi á, nghĩa là không bị phạt 6 điểm trong khoảng thời gian 2 năm. Tại vì nếu như mà mình bị vượt quá cái lỗi thì mình cũng sẽ bị tước bằng lái và mình sẽ phải học lý thuyết rồi học thực hành lại luôn. Đó là trong 2 năm đầu tiên. Còn hình như là sau 2 năm đầu tiên đó thì kiểu như là nó không tính cái 6 điểm đó nữa, trừ khi là mình bị tước bằng lái nếu mà mình gây ra những cái lỗi kiểu như là nguy hiểm thôi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này ở đây và mình sẽ kết thúc cái dĩa bắp xào tôm này. Hy vọng là mọi người có thêm một vài thông tin gì đó từ cái video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!